đi ăn đám cưới mà như chạy KPI cho sếp. La Ngọc muốn làm mỹ nữ an tĩnh nhưng không ai cho, lại phải quay về đường cũ. A few moments later. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Bực mình quá. À. Nói được thì làm được đi. Cô ca không lần nào không bị dí, khi thì, thì chồng tìm lúc thì Lâm Vĩ dạ kiếm. Đi đám cưới mà bị mẹ đưa về. Hương Giang tuyên bố ngại đi ăn cưới cũng vì một nhiệm vụ không lần nào thoát. Có thể nói các mỹ nhân đi đám cưới ai cũng đều váy áo lộng lẫy, trang điểm kỹ càng để xuất hiện xinh đẹp nhất, hòa cùng với dàn khách mời thưởng thức một bữa tiệc vui vẻ. Thế nhưng có những người đi đám cưới cứ như để làm việc vậy, không bao giờ đơn thuần chỉ tới ngồi ăn rồi về. Lan Ngọc luôn là hoạt náo viên khuấy động không khí, chơi hết mình bất chấp hình tượng mang đến bao tiếng cười cho mọi người thế nên ai cũng mặc định thấy nàng ngọc nữ đi đám cưới là chờ những khoảnh khắc hài hước vậy nên khi đi đám cưới mizu gần đây người đẹp này cũng tiếp tục bị cô dâu dí lên sân khấu chơi trò chơi và lan ngọc ngay lập tức đã trả lời rằng mình đã là ca sĩ quốc tế phải giữ hình tượng nhưng nói vậy thôi chứ cuối cùng cô nàng vẫn không thể làm mỹ nữ an tĩnh được tiếp tục là cây hài trên sân khấu thậm chí lúc ra về lan ngọc gần như đã ngà ngà say và tiết lộ chơi rất vui suýt bay tóc giả mấy lần còn nhớ đám cưới diễm my lan ngọc đã suýt lôi tóc giả ra khỏi đầu đám cưới phương lan thì xuống nước bơi tung tăng đám cưới diệu nhi cũng quậy chẳng kém đúng là kpi của nàng ngọc nữ là phải chơi hết mình thôi chứ ai cho làm người hướng nội puka thì lại ở một trạng thái khác cô nàng đi đám cưới là luôn bị dí còn nhớ trong đám cưới phương lan người đẹp vừa mới ham vui đi chơi một chút là anh chồng đã đi tìm về rồi nắm chặt tay không cho đi nữa gần nhất khi đi đám cưới mizu không còn chồng bên cạnh cứ tưởng là puka sẽ quẩy tưng bừng không còn bị kiểm soát nữa ai ngờ đã có ngay lâm vĩ dạ làm thay việc ấy nhưng lần này là do puka đòi về trước thế là lâm vĩ dạ đi chào hỏi hết mọi người và ra cổng chờ nhưng mãi không thấy người đâu, đi vào lại thì đang thấy cô nàng ngồi tám chuyện ngon lành với người khác. Cái cảnh Lâm Vĩ Dạ bất lực đứng chờ Puka nhìn chẳng khác nào mẹ đang trông con, hối con đi chơi tối phải về sớm. Có lần Puka mặc váy trễ vai quyến rũ thì gặp ngay ông anh Jun phạm cứ sơ hở là kéo lên. Phải nói rằng không lần nào Puka đi ăn cưới mà bình yên cả. Nàng Hậu Hương Giang thì không hay đi đám cưới đâu mà cô nàng cũng từng tự nhận rằng mình rất ngại đi đám cưới vì đi là kiểu gì cũng có nhiệm vụ phải lên hát góp vui mà khổ cái là list nhạc toàn mấy bài chia tay đau khổ hát đám cưới rồi ai mà nghe nhưng không hát thì cũng không được nhìn lại thì đúng là phần đa những lần đi chúc mừng ngày vui của bạn bè nàng hậu đều có màn thể hiện năng lực ca hát gần đây thì còn có hot hòn họt khá vui tai để trình diễn chứ trước kia hương giang toàn phải kiếm nhạc khác để hát chứ có bao giờ được khoe ca khúc của mình đâu nhiệm vụ này không hẳn là bất khả thi nhưng rõ là làm nàng hậu khó xử quá trời rồi đấy Cho nên là... Em rất sợ khi em đi đám cưới mọi người sẽ gọi em lên hát vì em chỉ có những ca khúc liên quan đến người ta thôi Hòa Minzy cũng là nhân tố mà mọi đám cưới đều cần, bởi vì sẽ có rất nhiều trò vui không ai có thể dự đoán trước. Thường người ta sẽ luôn trầm trồ khi ngắm mẹ Bo xuất hiện đầu tiệc vì vẻ dịu dàng, thướt tha, xinh đẹp mong manh mà cô mang tới qua mỗi tạo hình đi đám cưới của mình. Nhưng sau đó như được bật công tắc hẹn giờ, cư dân mạng lại chờ đón màn biến hình ngoạn mục của giọng ca thị màu như buộc váy, quăng giày, tuột tóc, đội thùng, nhảy nhót tới bến siêu lầy lội. Có thể nói thói quen này Hòa Mini đi 10 đám cưới thì lặp lại cả 10, đến nỗi đám cưới nào cũng có bình luận hỏi Hòa Mini đâu như một thói quen.